Hoạch nông sản tại Mỹ, hàng tấn rơm rạ thường bị bỏ không, rất là lãng phí. Nhưng mà giờ đây thì số rơm rạ bỏ không đó đã được sử dụng với một mục đích mới. Một công ty sản xuất giấy tại bang Virginia, Mỹ đã bắt đầu tận thu rơm rạ để làm nguyên liệu sản xuất giấy, hứa hẹn tạo nhiều việc làm và đa dạng hóa nền kinh tế địa phương. Trên những cánh đồng Virginia màu mỡ, nông dân thường trồng cỏ linh lăng, đậu tương và ngô. Trong nhiều năm qua, anh Kevin luôn tìm kiếm đầu ra cho những thân ngô và rơm rạ sau vụ thu hoạch lúa mì. Gần đây, Kevin đã có thể bán số rơm đó cho các trang trại trồng nấm cách đó 400 km. Tuy nhiên, sự xuất hiện của công ty sản xuất giấy Shandong Chanlin tại vùng đất này sẽ khiến cho những sản phẩm dư thừa sau vụ thu hoạch trở thành thứ có giá trị hơn. Toàn bộ số cây ngô sau khi thu hoạch bị bỏ đi mà không thể dùng vào việc gì. Tôi luôn cố gắng tìm cách để tăng giá trị cho những thứ như thế này, nhưng vẫn chưa thành công. Vì vậy, tôi hoan nghênh công ty này đến Virginia và cố gắng để làm điều đó cho chúng tôi. Ý tưởng sản xuất giấy từ rơm rạ đã xuất hiện từ những năm 1970. Đến nay, công nghệ này ngày càng trở nên phổ biến hơn bởi nó sử dụng năng lượng tiết kiệm và sản sinh ít khí CO2 hơn trong quá trình sản xuất, do đó thân thiện với môi trường hơn. Sản phẩm giấy làm từ rơm rạ thường có màu sẫm hơn so với giấy thông thường, nhưng chất lượng không thua kém bất cứ loại bột giấy nào. Và quan trọng hơn, những sản phẩm giấy như thế này đang mang lại đời sống mới cho những thứ trước kia đã từng được coi là rác thải nông nghiệp. Còn những người nông dân như anh Kevin lại có cơ hội tăng thêm thu nhập từ những thứ mà trước kia anh không biết phải làm gì khác ngoài bỏ đi.